Nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 13 giờ 5 phút hôm qua 5 tháng 9, tổ tuần tra đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Hộ Phòng tiến hành kiểm tra bắt quả tang 12 người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà của bà Trịnh Thị Mai, có hộ khẩu thường trú tại khóm 2 phường Hộ Phòng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật gồm số tiền mặt là 88.325.000 đồng, 10 bộ bài tứ sắc, 8 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan. 12 đối tượng bị lập biên bản vi phạm và mời về trụ sở công an phường Hộ Phòng để làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền và hiện vụ việc đang được công an phường Hộ Phòng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng vụ việc này, Ủy ban nhân dân phường Hộ Phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 15 triệu đồng vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.